Nếu như em không khuyên anh vào với chị Trang thì chắc là anh đã ra sân bay đón bác, và bác sẽ không gặp chuyện gì. Cậu không phải tự trách mình như vậy. Những chuyện như thế này anh đã lường trước hết rồi. À, đừng nói chuyện này cho Trang biết. Anh không muốn cô ấy phải bận tâm. Bác bảo cảm ơn anh về món quà sinh nhật. Bác nhắn anh lần sau đừng như thế nữa. Thôi, em xin phép. Buông ra! Buông nó ra! Mày đến đây làm gì? Tại sao không ở nhà? Hả? Tại sao? Tại sao bố làm như thế hả bố? Làm gì? Tại sao bố sai hai thằng này, hai bạn của con? Bạn nào? Cô Bích! Bích nào? Chuyện gì?